Bạch sư, tại sao quả thiện lại có 8 tâm quả hữu nhân, còn bất thiện lại chỉ có tâm quả vô nhân? Vậy ông đồ tể 55 năm giết heo khi còn sống, đã sống trong địa ngục hay Devadatta, bị đất đốt khi còn sống, đó là quả bất thiện trong hiện tại mà. Vậy phải hiểu vấn đề hữu nhân và vô nhân cho quả ra sao thưa sư? Vị này cũng chưa có hiểu về A Tỳ Đàm, xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị. Ở đây á thì sư sẽ trả lời cái câu hỏi này mà cái vế sau trước nha, để cho hiểu rõ. Là vậy phải hiểu vấn đề mà hữu nhân vô nhân á, cho quả ra sao á. Thì có một tài liệu này gần đây rất là hay, sư đánh giá rất là hay. Quý vị chịu khó tìm ha. Hình như là có file PDF luôn á. Còn quý vị muốn sách thì như cũng có thỉnh. Là quý vị rất là dễ hiểu. Quý vị tìm cái tài liệu gọi là Toát yếu A Tỳ Đàm của tỳ kheo giác giới đó. Của giác giới đó. Đó, quý vị muốn hiểu rõ mà nghĩa là ngắn gọn mà xúc tích, gọi là xúc tích đó. Tại vì giờ lại nói là toát yếu là giống như là cô động, quý vị giống như mình gọi là uống, giống như mình uống mà uống nước cốt đó. Thì quý vị sẽ hiểu được cái vấn đề mà gọi là thế nào là hữu nhân hay là vô nhân. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai á, là sư ở đây sẽ phân tích để cho cái vị này hiểu rõ, là hỏi là tại sao tâm thiện lại có 8 tâm quả hữu nhân mà bất thiện lại 8 tâm quả. Thì ở đây là như vậy thưa vị, ngay cả câu đầu á, cái vị này vẫn chưa nắm vững. Là sao? Chứ nói này không phải để sư bắt bẻ câu hỏi, nhưng mà để nói cho mình cần phải nắm rõ hơn á. Vậy khi mà nói về tâm quả thưa vị, tâm quả thiện đó là không phải có 8 tâm quả hữu nhân đâu thưa quý vị. Là trong cái bản nêu á, vị đánh trên Google á, bản nêu Diệu Pháp á, thì rõ ràng là tâm quả, nói về tâm quả nha, thì rõ ràng là có gì có tâm quả, ngoài tâm quả thiện hữu nhân thì có tâm quả thiện vô nhân thưa quý vị, vô nhân nữa, chứ không phải là chỉ có đơn thuần 8 tâm quả thiện hữu nhân không đâu đó. Cho nên từ ban đầu là mình đã thiếu vấn đề này ha. Còn nói là tại sao mà lại có 8 tâm quả hữu nhân. Ví dụ ra đây sư nói đầy đủ đi. Bạch sư cho hỏi tại sao mà có số lượng mà tâm thiện á, tâm thiện mà còn bao gồm có hữu nhân và vô nhân. Rồi lại xài tại sao lại có tâm bất thiện á, lại vô nhân. Thì nó thưa quý vị là tại sao gọi là vô nhân, gọi là hữu nhân thưa quý vị. Hữu nhân, hữu đây là có, là 8 cái tâm mà có cái nhân này nè, có nhân này nè, là nó kết hợp với tổng cộng 6 nhân. Tức là gì? Tức là nhân tham, nhân sân, nhân si và vô tham, vô sân, vô si. Còn đã nói tâm vô nhân tức là nó không hợp, mà ở trong Diệu Pháp đó, gọi là cái từ gọi là tương ưng đó, tương ưng đó, mà sử dụng từ thuần Việt cho bị hiểu là đó là hợp đó. Thì gọi là vô nhân là nó không có hợp với, nó không có hợp với những cái tâm sở, cho nên nó vô nhân. Còn cái tâm mà hữu nhân á, tâm quả hữu nhân á, tức là những cái tâm quả hữu nhân này nè, nó những cái tâm mà sở á, nó hợp với những tâm sở, giống như là gì, giống như sư nói vậy đó, là tham sân si, hoặc là vô tham tức là tâm sở vô tham, tức là tâm sở vô tham, hoặc là vô sân tức là tâm sở vô sân, hoặc là si, hoặc là vô si là tâm sở trí tuệ, vì hiểu không ạ? Đó. Thì trong cái đây rõ ràng trong cái quyển mà một lần nữa ha, để hiểu rõ vị này quý vị tìm cái quyển yếu A Tỳ Đàm ha, quyển này đó, quý vị sẽ hiểu được. Trong đây nói rất là rõ nè, rất là dễ hiểu luôn. Một lần nữa sẽ đọc cho quý vị để hiểu rõ nha, để cho khi kết thúc câu hỏi này á. Tâm quả bất thiện chỉ là tâm vô nhân, tâm quả thiện dục giới thì có cả tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân. Do đó gọi là tâm quả bất thiện, không cần nói tâm quả bất thiện vô nhân. Còn tâm quả thiện thì phải nói rõ là tâm quả thiện vô nhân hay hữu nhân. Đó, vì thấy vấn đề nằm ở đó chưa? Còn đây nè, đây là sư cũng nói cho rõ quý vị nè. Nhân á, nghe khi mình nói về nhân á, ở đây á, chỉ cho nhân tương ưng tức là hợp đó. Có 6 nhân, tức là gì? Tham, sân si, hoặc là vô tham, vô sân, vô si. Rồi, đó. Tóm lại cái câu hỏi nó chỉ nằm gọn trong cái quyển sách mà Tối Yếu A Tỳ Đàm này thôi, rất là dễ hiểu rồi, chỉ vậy thôi. Còn một khi quý vị chưa nắm vững thì quý vị hỏi là tại sao ông đồ tể 55 năm giết heo này nọ địa ngục đó, ngày đi qua đất tá bị đất rút này nọ này, thì nó sẽ rất là rối rắm. Chịu khó tìm cái quyển đó đã đọc giúp sư thì sẽ hiểu được thế nào là, đầu tiên là hiểu thế nào hiểu là tâm vô nhân, rồi tâm quả vô nhân, rồi tâm quả hữu nhân, rồi tới hiểu thế nào là có bao nhiêu tâm quả thiện. Tâm quả thiện thì bao gồm là nó có lẫn hữu nhân và vô nhân luôn, đúng không? Còn tâm quả mà bất thiện á, nó chỉ có tâm vô nhân thôi. Tấm như vậy, và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Thưa quý vị, về cái việc thế nào là tâm quả hữu nhân và tâm quả vô nhân thì Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời rồi. Sư chỉ bổ sung cái lý do mà cái tâm bất thiện nó không có tâm hữu nhân là bởi vì nó có cái tâm sợ phóng dật, nó làm cho cái bất thiện nghiệp nó yếu, cho nên là nó không thể nào mà nó đi kèm với cái tâm quả hữu nhân được, cho nên nó phải là cái tâm quả vô nhân, chỉ thế thôi. Còn nếu như quý vị nghe nãy giờ như là nghe thiên thư, nghe mà không hiểu gì hết trơn á, thì vui lòng đi học A Tỳ Đàm giùm sư. Tại vì cái người hỏi là hỏi về A Tỳ Đàm, cho nên kiến thức nó... Dạ. Để sư giải thích cho quý vị hiểu rõ luôn nha. Mà sư có cảm giác như trong câu hỏi này có cái vướng mắc trong đây, mà giống như là đôi khi cái ngôn ngữ bị hạn chế mà chưa có, không có thể trình bày hết được. Thì đôi khi quý vị có thể hiểu là có thể thắc mắc như vậy nè. Ủa tại sao mà cái tâm thiện nó lại, cái tâm thiện nha, tâm quả thiện, nó lại vừa có hữu nhân, nó lại vừa có vô nhân, mà tại sao cái tâm mà bất thiện á, cái nói gì bất thiện á, nó chỉ có vô nhân thôi. Nó đơn giản là như vậy thưa quý vị. Giống như là giữa một người giàu với một người nghèo đó. Một người nghèo á, quý vị phải hiểu người nghèo ở đây là bất thiện nha. Nghèo á là đối với họ là làm sao ngày nào kiếm được cái bữa ăn đó, có cái đồ ăn đó, bỏ vô bụng đó, đó là tốt rồi. Bởi vì cái số lượng tâm đó, đi có bấy nhiêu thôi, nó không có đa dạng, nó không có phong phú, đúng không? Còn khi mà người giàu đó, ví như ở đây là người thiện đó, thì là cái gì? Ngoài cái việc ăn nè, ăn phải món ngon mà nhiều món, đúng không? Rồi phải giải trí nè, phải giải trí qua kiểu giống như là nghe nhạc, đi nghe nhạc, rồi xem phim đó, rồi đi du lịch này nọ kiểu gì đó. Bởi vì tại sao giữa thiện và bất thiện nó có sự chênh lệch số lượng tâm vậy đó. Giống như người nghèo, cái sự mà thụ hưởng nè, của người giàu người nghèo khác nhau. Người giàu thì thụ hưởng đa dạng đủ thứ chứ, còn người nghèo là chỉ giống như là ngày nào có cơm ăn là thôi được. Bởi vì số lượng tâm đấy, các vị hiểu mà. Còn người giàu thì đủ tâm đủ thứ, ôi đủ thứ loại nhân. Đó, như vậy để cho vị hiểu. Dạ. Kết thúc rồi. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo ha. Như sư nói đó, cái này là nó thuộc về kiến thức A Tỳ Đàm, cho nên những vị nghe không hiểu thì cũng không sao hết trơn á. Còn nếu muốn hiểu thì vui lòng đi học A Tỳ Đàm giùm sư ha.